Chào các bạn. Thì theo như nhiều bạn yêu cầu, mình sẽ làm một cái series về hướng dẫn sử dụng máy dành cho những bạn chưa rành. Thực ra sử dụng máy nó có rất là nhiều cái tinh chỉnh trên máy, tại mình đang sử dụng một cái máy mà cho phép mình tinh chỉnh cả tốc độ, khẩu độ ISO, gương mặt trắng, đo sáng, lấy nét, EV, màu sắc, rồi RAW, rồi tùm lum hết, rất là nhiều thứ. Cho nên là nếu như mà phải tự mò hết những cái này, mình nghĩ là hơi lâu, hơi nhức đầu. Cho nên ok, mình sẽ bắt đầu cái series về tinh chỉnh máy. Đầu tiên thì hôm nay là cái clip đầu tiên về tinh chỉnh, mình sẽ chỉ các bạn về cơ bản máy hình nha. Hình, một hình ảnh được chụp ra gồm có 3 con số, đó là tốc độ, khẩu độ và ISO nha. Tốc độ là thời gian cái cảm biến mình mở ra để mà thâu nhận cái lượng ánh sáng đi vào. Cái tốc độ càng lâu thì ánh sáng đi vô càng nhiều, tốc độ càng nhanh thì ánh sáng đi vô càng ít. Thì nếu mà ánh sáng đi vô nhiều hình sáng, tốc độ đi vô ít thì hình tối. Khẩu độ là trên cái lens, trên lens nó có một cái lớp khẩu thì nó cho phép ánh sáng đi vô nhiều hay ít. Ví dụ đây là cái lens đi, đây là khẩu, thì nếu mà cái lớp khẩu bạn mở ra thì cái ánh sáng đi vô nhiều, cái khẩu của bạn khép lại thì ánh sáng sẽ vô ít hơn. Nếu ánh sáng vô nhiều hình sáng hơn, ánh sáng đi vô ít hình tối hơn, thì nó vẫn làm cho hình ảnh sáng hoặc tối. ISO là sự cân bằng sáng tối của hình ảnh. Cái ISO này càng cao thì ánh sáng thì cái hình ảnh của bạn càng sáng, ISO càng thấp hình ảnh càng tối. Thì mình nói riêng ISO một chút, ngày xưa người ta dùng phim thì họ sẽ tráng một lớp hóa chất lên phim, thì cái lớp hóa chất đó nói nôm na là càng nhiều đi thì cái hình ảnh, cái kết quả hình ảnh càng sáng và lớp hóa chất càng ít thì càng tối, đó gọi là ISO. Thì bây giờ máy kỹ thuật số thì người ta không dùng phim nữa, người ta dùng cảm biến điện tử, thì cái cảm biến nó sẽ thay cho lớp phim, thì người ta sẽ kích cái độ sáng tối ISO đó bằng phần mềm, bằng cái điện tử chứ không phải là bằng cái lớp hóa chất hồi xưa nữa. Thì chung quy cả 3 thông số tốc, khẩu, ISO đều cho hình ảnh sáng tối. Bất cứ một hình ảnh, cho dù là sáng trưng hay là tối thui, đây là sáng trưng, hình sáng trưng, hoặc là một cái tấm hình tối thui, đúng không, tấm hình tối thui như vậy, thì đều là một tấm hình và chắc chắn nó sẽ có đủ 3 thông số tốc, khẩu, ISO. Mình không nói tới vấn đề là bạn chụp cái gì, vấn đề là chỉ là một bức hình thì chắc chắn nó sẽ có 3 thông số đó. Thì vấn đề của nhiếp ảnh là mình sẽ kiểm soát 3 thông số tốc, khẩu, ISO thế nào cho hợp lý. Cả 3 thông số tốc độ, khẩu độ và ISO đều cho hình ảnh sáng hơn hoặc tối hơn, nhưng mỗi một thông số sẽ kiểm soát hình ảnh thêm một kiểu khác nhau nữa. Đầu tiên là tốc độ đơn giản thôi, nếu như cái màn chập mở ra, ánh sáng đi vô, ánh sáng vô càng lâu hình các bạn càng sáng, ánh sáng vô càng ít hình càng tối. Tốc độ đơn thuần chỉ là như vậy thôi. Mình sẽ chụp thử một tấm hình cho các bạn xem. Đây là mình đang để thông số 1/50 giây, đúng không? Đây mình chụp thử một tấm và mình tốc độ mình thay đổi nó nhanh, nó nhanh hơn gấp đôi là 1/100 giây, thì cái hình nó sẽ tối hơn. Đây là hình 1/50 giây đây, thì các bạn thấy hình nó sáng 1/100 giây, tối hơn một chút, tối hơn gấp đôi. Trong nhiếp ảnh thì người ta dùng cái từ chuyên môn gọi là stop để mà miêu tả cái việc sáng hơn hoặc tối hơn. Ví dụ như cái hình sáng hơn gấp đôi người ta gọi là hơn một stop, hình tối hơn gấp đôi người ta gọi là kém một stop. Thì nếu như cái hình phía trước mình chụp nó sáng hơn, phía sau tối hơn gấp đôi, gọi là hình hai hình này chênh lệch nhau một stop. Các bạn nghe nha. Thì đơn cử tốc độ chỉ là hình sáng hơn tối hơn, nhưng mà nếu các bạn chụp chậm quá, các bạn sẽ bị rung tay. Cho nên tốc độ các bạn nên kiểm soát ở một giá trị vừa đủ nhanh để không bị rung tay
vừa đủ chậm để có cái lượng ánh sáng đi vô nhiều, đủ nhiều. Ok, đó là tốc độ nha. Bây giờ tới khẩu, khẩu độ thì cũng là cái hình sáng hơn, tối hơn. Nhưng mà nếu như cái lá khẩu khép lại thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Chúng ta hay tìm thắc mắc những cái hình gọi là xóa phông. Các bạn xem trên mạng, các bạn thấy những cái hình chụp chân dung người mà cái phông đằng sau xóa mịt mù, thì cái hiện tượng đó gọi là xóa phông. Thì cái việc xóa phông được gây ra bởi khẩu, cái lớp lá khẩu càng mở rộng ra thì cái phông đằng sau xóa càng nhiều, càng khép lại thì phông xóa càng ít. Đó là bởi vì hiện tượng gọi là depth of field, gọi là độ sâu trường ảnh. Thì khi mà các bạn khép khẩu lại thì cái độ sâu trường ảnh nó càng dày. Nó hơi rắc rối một chút, mình sẽ nói từ từ nha. Ví dụ như mình lan lấy nét từ đây tới điểm này thì nếu như các bạn mở rộng lá khẩu ra thì cái độ nét từ cái điểm các bạn lấy nét, nó sẽ mở rộng khẩu ra thì nó sẽ ngắn lại. Như các bạn lấy nét ở đây đúng không, thì nếu như các bạn cái độ nét ở này thôi thì cái ly này nó sẽ bị mờ đúng không. Thì nếu các bạn muốn chụp cả cái điểm lấy nét của các bạn ở đây và cái ly nó nét luôn, các bạn phải khép khẩu lại, thì lúc này cái trường độ nét nó kéo dài ra thì cái ly này nó nét. Thì cái trường độ nét nó quyết định bởi cái bán kính từ cái sensor của các bạn, từ cái ống kính của các bạn tới cái điểm lấy nét. Ví dụ mình lấy nét điểm này thì những khoảng cách bằng với lens tới cái điểm này nó sẽ nét, nó sẽ là một cái hình tròn, đường tròn như vậy. Đấy. Những cái vật nằm trên cái bán kính này nó sẽ cùng độ nét với lại cái điểm các bạn lấy nét. Thì sau đó quan tâm vấn đề trường độ nét nữa. Thì trường độ nét ví dụ như nó dày cỡ này đi thì nó phiên phiến thôi, mình nói các bạn hiểu. Thì những vật nằm ở cái đường kính dày như thế này nó sẽ nét hết. Thì các bạn muốn cái phông xóa mịt mù luôn thì cái trường độ nét nó mỏng. Trường nét mỏng thì cái phông nó xóa mới mịt mù được. Thì các bạn mở rộng khẩu ra thì cái phông xóa nhiều. Các bạn khép khẩu lại thì cái phông xóa ít hơn, tại vì trường độ nét nó dày hơn. Nó hơi rắc rối một chút thì các bạn để ý kỹ những cái này thì ok. Cái nói là như vậy, bây giờ mình sẽ chụp thử cho các bạn xem. Đối với khẩu thì đây là số F, khẩu được viết bằng số F. Cái số này càng cao, cái giá trị số này càng cao thì cái khẩu càng nhỏ. Nó hơi ngược một chút so với lại cái quy chuẩn thông thường các bạn nha. Ví dụ như mình để F22 là khẩu chút xíu như vậy. Còn nếu như mình để F3.5 thì khẩu nó mở rộng ra hơn. Thì các bạn nên nhớ cái vấn đề đó. Thì nếu lúc nãy mình để cái hình là F63 nha, mình sẽ để đúng 63 như lúc nãy. Ok, thì bây giờ để mà cho mình chụp thử một tấm hình, hiểu không? Thử một tấm hình lên nét vô đây nha. Ok, với nét 63 nha. Và một tấm hình khép khẩu lại một chút, khép khẩu lại một chút, khẩu 10 đi. Thì như các bạn thấy thì ngoài vấn đề về sáng tối được gây ra bởi việc khép khẩu mở khẩu, thì cái cảnh đằng sau nó cũng nét hơn hoặc là bị xóa mờ hơn. Đây là hình F63 thì các bạn có thể xem cái phông đằng sau này, nó xóa mịt mù các bạn thấy không? Đây. Còn nếu như mà mình để khẩu 10 thì cái phông đằng sau nó rõ hơn một chút. Đây các bạn thấy so sánh giữa hai cái phông, thấy không? Hai cái phông này là của 63 này, đây là của 10. Dĩ nhiên đó, nó sáng tối hơn. Tại vì mình khép khẩu lại thì ánh sáng vừa ít hơn mà. Ánh sáng vừa ít hơn cho nên ngoài việc mà cái khẩu cái phông mà xóa thì nó còn làm sáng tối hình ảnh nữa. Thì cho nên nếu như các bạn chụp chân dung thì các bạn muốn cái phông đằng sau xóa mồ, xóa nhiều hơn một chút để cho nổi bật cái người các bạn muốn chụp hơn, thì các bạn mở rộng khẩu ra. Còn nếu các bạn chụp cảnh thì các bạn muốn cho nó nét hết tất cả các vật thể nằm trong cái khung hình của các bạn thì các bạn khép khẩu lại. Đó. Thì vấn đề của chúng ta là kiểm soát như thế nào để một cái tấm hình đủ sáng và nó có cái trường độ nét đúng ý nha. Ok, bây giờ tới ISO thì số càng cao hình càng sáng, chỉ vậy thôi. Không giống như tốc độ và khẩu độ,
tốc độ và khẩu độ là ánh sáng vô thật, là lượng ánh sáng vô nhiều ít rõ ràng, đó là ánh sáng thật. Còn ISO là việc kích sáng của máy, tức là ánh sáng vô vẫn nhiêu đó mà máy nó sẽ kích hình sáng hơn và tối hơn. Cho nên nếu như các bạn chụp ISO càng cao thì hình càng sáng thật, nhưng mà cái hình nó sẽ bị noise, bị hạt. Thì lúc nãy mình sẽ chụp một tấm hình với cái khẩu độ là sẽ chụp ở tấm Quadcept, chụp ở một tấm cái ISO 200 nha, 200. Thì nếu như mình tăng ISO lên, các bạn thấy không, tăng ISO lên hình sáng hơn, các bạn thấy rõ ràng không? Đó, càng ISO càng cao hình càng sáng, nhìn rất là lung linh. Đó, mình chụp thử một tấm ISO 1000. Thì với cái ISO 200 thì cái chi tiết nó lên tốt, đường nét lên tốt, đúng không? Còn nếu như mình chụp với ISO 1000 thì cái hình nó sẽ bị hạt. Có thể trên màn hình video thì các bạn không thấy nó chênh lệch nhiều lắm đâu, nhưng nếu các bạn tự, các bạn có thể lấy máy ra tự chụp và các bạn có thể nhận thấy ngay lập tức hình nó sẽ bị hơi hộp, màu sắc nó sẽ không được mịn màng như là cái ISO thấp. Màu sắc nó sẽ không được mịn màng như ISO thấp đâu. Cho nên là ISO là một sự hy sinh. Nếu như các bạn chụp ISO cao hình các bạn sáng hơn, nhưng mà hình nó sẽ bị noise, trong từ chuyên môn là bị noise. Vậy thì mình sẽ chung quy lại là mình sẽ chỉnh tốc độ khẩu độ ISO như thế nào cho hợp lý trong nhiếp ảnh không có thông số chuẩn. Các bạn nên nhớ như vậy, bởi vì máy cho phép mình tinh chỉnh cả ba thông số đó, thì mình phải tinh chỉnh như thế nào để cho tùy hoàn cảnh, phù hợp với hoàn cảnh nhất. Ví dụ các bạn chụp ngoài trời đủ sáng thì các bạn không cần phải để ISO cao. Ví dụ như trời này tuy là buổi chiều nhưng mà vẫn đủ sáng thì mình có thể để ISO 200 hoặc 400 thôi. Nếu như giữa trưa nắng gắt thì bạn có thể để 100 hoặc 50, tùy theo cái lượng ánh sáng. Thì đầu tiên là ISO, ISO các bạn để thấp nhất có thể với lượng ánh sáng môi trường, đó là ISO. Rồi vấn đề tới khẩu thì các bạn tùy theo cái kết quả hình ảnh các bạn muốn là cái trường độ nét dày hay mỏng, muốn rõ hết tất cả hay là muốn xóa phông, thì các bạn mở rộng khẩu ra hoặc khép khẩu vào, đơn giản thế thôi. Tốc độ thì muốn ánh sáng nhiều hơn thì các bạn chụp tốc độ chậm hơn, muốn ánh sáng ít hơn thì các bạn chụp tốc độ nhanh hơn. Tốc độ chậm có cái lợi là hình ảnh nó ánh sáng vô thật, nhưng mà bù lại có thể bị rung. Thế nào gọi là rung tay, là bởi vì tay mình cầm máy tùy mỗi người. Có những người chụp có người tay không bị rung thì họ sẽ cầm được máy 1/10 giây, 1/20 giây, rất là cứng, có thể cầm tay như vậy. Còn có những người tay rung hơn thì họ chỉ chụp được 1/50 giây hoặc 1/100 giây, đó là tùy bản thân mỗi người. Các bạn có thể tự kiểm chứng bằng cách cầm máy mà không rung. Ví dụ như mình sẽ chụp thử một tấm ở tốc độ 1/5 giây đi, 5 giây, đúng không? Đây mình zoom lên. Tấm này mình đánh giá là nó hơi rung nhẹ. Thì nếu như cái tốc độ 1/5 giây đối với mình là nó hơi chậm hơn, để mà mình có thể chụp nét thì mình tăng tốc độ lên một chút. 1/5 giây không được thì 1/10 giây, đúng không? Đó, những bạn nào mà uống rượu bia hay là hút thuốc nhiều quá thì chắc là tay rung hơn. Cho nên nếu các bạn muốn chụp hình đẹp mà chụp tốc chậm thì các bạn tốt nhất đừng hút thuốc. Và đây 1/10 giây thì cái tấm hình này ok, là không rung. Thì đối với tay mình thì nãy giờ mình test là 1/10 giây là ok. Đây là chút tốc độ chụp chậm nhất của mình. Nhưng mà đối với 1/10 giây thì mình phải kềm lại, phải nín thở các kiểu thì mệt quá. Cho nên có trong ảnh có một cái thông số, có một cái nguyên tắc đơn giản hơn để các bạn nhớ, đó là nếu như các bạn để tiêu cự bao nhiêu thì cái tốc độ các bạn nên để ở số bấy nhiêu. Ví dụ mình đang để 1/18 đây. Đây là lens 18-55, mình đang để 18 thì tốc độ gọi là an toàn là 1/18 giây. Trong máy ảnh thì nó không có 1/18 giây, nó chỉ 1/20 thôi. Thì đây gọi là tốc độ an toàn. Nếu như mình zoom lên 55, nó tốc độ 1/20 giây này thì nó sẽ dễ rung hơn, tại vì nó zoom xa mà, đúng không? Đó, nó sẽ chụp được một tấm. Đấy. Đó, thì đấy, các bạn thấy không, nó bị rung liền.
Cho nên nếu như các bạn để ở tiêu cự 55 thì các bạn phải để ở 1/50 hoặc 1/60. Đó, nếu như các bạn để 1/60 thì nó hình nó tối, nên là mình lại phải mở rộng khẩu ra. Nhưng mà khẩu đã mở rộng hết cỡ rồi, tại mình zoom lên 55 thì cái khẩu này là 56, nên bắt buộc phải tăng ISO lên. Cho nên mình mới nói là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, tùy theo mỗi người mà mình sẽ có một cái thông số setting góc khẩu ISO hợp lý hơn. Những cái này các bạn tập nhiều hơn thì các bạn sẽ thuần thục được việc điều khiển được cái tam giác góc khẩu ISO này. Rồi, đối với những bạn nào mà mới xài máy thì mình thấy rất nhiều bạn thích xài mod M. Mod M là cho phép mình tinh chỉnh góc khẩu ISO các kiểu. Ok, mod M thì các bạn hơi tập sử dụng máy tốt thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu như mà các bạn chụp bị sai hoài, ví dụ như mình chụp một tấm mình thấy tối quá mình sẽ phải chỉnh lại, sáng quá mình sẽ phải chỉnh lại, tại vì chỉnh cả ba thông số tốc khẩu ISO thì nó hơi nhiều cái để mà mình chỉnh. Cho nên là nếu như các bạn mới tập chụp thì mình khuyên các bạn là đừng chụp M. Dĩ nhiên đó là sở thích mỗi người, mình không có kêu bạn bắt buộc phải như vậy, nhưng mà mình kinh nghiệm của mình thì mình thấy các bạn không nên chụp M. Tại vì chụp M các bạn phải tinh chỉnh cả ba thông số này, lúc thì sáng quá, lúc tối quá. Nếu các bạn chụp người bắt họ cười hoài chụp tấm sáng quá tối quá chả ai cười nổi đâu thật. Cho nên là nếu như các bạn mới chơi mà muốn tinh chỉnh giỏi, các bạn nên để mod A hoặc là S. Mình thích chụp A hơn. A là sao? Đây là mod A. A là máy sẽ dựa theo cái khẩu độ và ISO và cái thước đo độ sáng của các bạn để cho ra một cái tốc độ hợp lý trong cuộc định đó. Ví dụ như mình nói sơ sơ về vấn đề tại sao. Các bạn tưởng tượng đây là một sợi dây, đúng không? Đây là một sợi dây. Thì các bạn muốn canh một cái khoảng độ vừa phải thì mình phải kéo hai đầu canh qua canh lại, canh qua canh lại. Thì nếu như mình không rành, mình phải cầm một sợi dây, mình canh tới canh lui, rồi phải coi khoảng cách, phải coi vị trí các kiểu, nó hơi lâu. Cho nên thay vì đó mình sẽ cố định một đầu, mình sẽ chỉ phải canh đầu còn lại thôi. Nó rất là đơn giản để các bạn tập chơi. Mod A vẫn là tập sử dụng máy, vẫn là tập thao tác các thông số, nhưng với mức độ bán tự động thì nó đơn giản hơn để mình hiểu hơn về thông số. Trong nhiếp ảnh thì không phải vấn đề là các bạn chỉnh như thế nào mà các bạn chụp như thế nào. Cho nên khi mình mới chơi, mình nghĩ các bạn nên chỉnh với mức độ bán tự động. Khi các bạn rành rồi, các bạn hiểu được bản chất của nó như thế nào, là các bạn chụp M hay chụp như thế nào đó rất thoải mái, các bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Thì đối với người mới chơi, mình khuyên rằng các bạn nên chụp mod bán tự động, mod A. Mình hay sử dụng mod A, ngay cả bây giờ mình vẫn xài mod A để chụp bình thường. Khi nào mình muốn chụp một cái gì đó cố tình mình chụp tinh chỉnh, như chụp phơi hay là chụp có flash studio, thì mình mới để mod M. Đó, thì khi mà chụp mod A thì máy sẽ tự động cho ra tốc độ hợp lý hơn. Mình sẽ phải kiểm soát khẩu này. Kiểm soát khẩu là kiểm soát trường độ nét trường độ nét của hình ảnh. ISO là độ sáng tối của hình ảnh, độ noise, đúng không? Đó, lúc này mình sẽ kiểm soát. Thì hình các bạn không bao giờ bị sáng quá hoặc tối quá là bởi vì các bạn đã có một cái mức xác định rồi. Bây giờ mình chuyển về cái này gọi là EV. EV là thước đo độ sáng. Thước đo độ sáng bình thường thì đa số người ta dùng tài liệu không, tức là tiêu chuẩn. Thì một cái tấm hình ở không thì cho dù các bạn tinh chỉnh khẩu độ, khép khẩu nhiều đi chăng nữa thì nó cũng không tối hơn, tại vì máy nó dựa trên cái khẩu để cho ra cái tốc độ chậm hơn hoặc nhanh hơn tùy theo cái tinh chỉnh của các bạn. Thì lúc này nhiệm vụ của bạn đơn giản hơn nhiều, không bị sáng quá hoặc tối quá, các bạn chỉ phải kiểm soát trường độ nét, kiểm soát noise. Và muốn hình sáng hơn thì các bạn chỉnh EV, đây được gọi là EV, nó nằm trên cái thanh tốc khẩu ISO luôn. Thì các bạn muốn hình sáng hơn thì các bạn kéo lên, hình tối hơn thì các bạn hạ xuống. Nó đơn giản hơn. Mình thì mình thích thường hay chụp động 0.3 và 0.7 bởi vì mình thích một cái hình nó hơi sáng hơn bình thường một chút. Đó là tùy mỗi người, có những người thích trừ, có những người thích cộng, vân vân. Mình thích 0.3, đó là sở thích cá nhân của mình. Thế các bạn có thể tự chụp và các bạn tự chiêm nghiệm ra cái sở thích của mình về các mod. Ok, đây là mod tốc khẩu ISO.
Clip này cũng tương đối dài rồi, cho nên mình sẽ ngưng ở đây. Clip sau mình sẽ nói rõ hơn về cái cân bằng trắng, về những mod khác. Đây là tập đầu tiên của cái phần series hướng dẫn sử dụng máy. Châm ngôn của team là máy đẹp không phải, hình đẹp không phải do máy, hình đẹp do người. Hãy hiểu biết hơn về kiến thức nhiếp ảnh, hiểu biết hơn về máy ảnh, hiểu biết hơn về các setting, về cái giao tiếp với model, về cái cách cư xử với lại những người chụp khác, thì các bạn sẽ chụp đẹp hơn ở bất cứ thiết bị nào, không cần biết là máy xịn, máy nhỏ hay là máy như thế nào, các bạn sẽ chụp đẹp ở bất cứ thiết bị nào, bất cứ môi trường nào, và các bạn có thể thoải mái chụp với phong cách rất là pro. Máy được tài trợ bởi shop máy ảnh Next, thì để xem nhiều clip hơn thì các bạn có thể lên trang web mayanhsony.com, fanpage mayanhsony.com hoặc máy ảnh Next để các bạn xem được nhiều clip hơn về review, hướng dẫn, so sánh và các video khác. Cảm ơn các bạn đã xem clip.